Everyone, BDS Cẩm Mỹ 1 xin chào tất cả các quý vị và các anh chị. Hôm nay là một ngày nghỉ. Mình đang có mặt tại một bãi biển khu du lịch Hồ Cốc, một trong những ngành du lịch trong tương lai sắp tới rất là đẹp. Hiện bây giờ mình đang đứng trên những bãi biển này là những review, những cái view sau này tương lai chúng ta sẽ phải đầu tư. Thì mình hôm nay đã có mặt đi thăm đất của ông bạn, đã tới Ba Mẫu ngay đây, thì đang chuẩn bị triển khai để xây dựng khu resort nghỉ dưỡng tại bãi biển Hồ Cốc và Hồ Tràm. Đây, một khu này là đang là xây dựng thiết kế rất là quy mô và hoành tráng. Nhà các quý vị và các anh chị. Và cát, đây là bãi biển của chúng ta. Phía trước là đang là xây những khu nghỉ dưỡng, biệt thự, nhà vườn 300 mét vuông. Rất là nhiều và có những tòa nhà nghỉ ngơi. Hotel. Đây, mình đứng ở trong một khu vực này đang là xây dựng. Các bạn nhìn thấy không? Sau này sắp tới thì các bạn về đây alo cho mình. Mình sẽ giới thiệu vào những khu resort dành cho các quý vị để nghỉ ngơi. Với giá cả thì phải chăng. Còn bây giờ là 6 tỷ đang dành thời gian để quay cho các bạn vùng biển thân yêu. Phước Thuận, xã Phước Thuận, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc. Đây là một cây cổ từ rất là nhiều năm ở trong bãi biển này. Nhìn nó giống như trầm hương các bạn. À, phía trước chúng ta là những dự án được xây ven biển, được thiết kế quay mặt ra biển với giá trị rất là cao. Thì các anh chị đầu tư là mình dưỡng mà muốn xây dựng về đây thì rất là tốt, có điều kiện ở đây rất tốt. Rất là quy mô, rất hoành tráng các bạn ơi. Chỉ đây thì mà trưởng thì lâu lâu đưa anh em bạn về đây ăn nhậu được view châu biển, đúng là không có gì bằng, đúng không? Quay cho bạn xem rất là lung linh, một trong những siêu dự án đây. Đứng đây có thể nghe đây là các bạn, là để mà họ được làm như vậy thì mình quay cho các bạn để biết thêm nè, biết thêm nha các bạn. Là các bạn nhìn xem nè. Đây là trong đây là cát, đây là những cái bao tải khổng lồ được chảy dài theo ven biển đi khắp bao quanh khu vực ven bờ biển để cho sóng không đánh vào khu vực trên đây để cát giữ lại, và sau đó là thi công để công trình những ngôi nhà nghỉ dưỡng view biển. Thì các bạn nhìn thấy như con thuyền sườn, đây là tất cả bao cát khổng lồ chảy dài như một con rồng ven biển. Đó, sau đó họ khai thác xây dựng, các kỹ sư xây dựng vùng ven này sẽ bắt đầu là đang thi công những ngôi nhà. Thì bây giờ là mình sẽ đi tiếp giới thiệu cho các bạn những cái gì mình biết, mình chia sẻ cho các bạn. Cây cọ, cây đước ngày xưa mà có một bạn vẫn chưa nhìn thấy, một tí mình quay cho, nhìn rất là đẹp. Đó là công trình đang xây dựng tường bao, và đây là đường đi. Sau này các bạn sẽ đi ở trên nhìn những cái trục đường qua. Mình sẽ
chia sẻ cho những tất cả những cái vùng miền nào mà 6 tỷ đã bước tới, thì sau tỷ sẽ giới thiệu cho các bạn để biết tới khu vực này các bạn thôi. Một lúc đó các bạn sẽ nhớ, à khu này là khu hồ cốc. Mình đã thấy rồi, là chỗ có đã giới thiệu rồi, biết đã giới thiệu rồi, vậy thì đúng rồi, một khu du lịch. À chỗ này là một khu du lịch, sau này là rất là quy mô, rất là quy mô cho các bạn, rất là đẹp. Các nhà đầu tư bất động sản chuyên về thị trường các ông chùm về ngành giải trí du lịch sẽ về đây đầu tư rất nhiều. Sắp tới thì phát triển như thế nào thì sẽ quay cho các quý khán giả trên kênh Vdes Tầm Nhìn Một để cho các bạn biết nha. Rất là đẹp. Mình đang đứng đây là cát đang ở mặt mình luôn. Những cây cọ xưa, những cái cây này nó mọc ở trên biển. Vùng đất này trên biển mới có nha các bạn ơi. Vùng đất này mới có cây. Nhìn xưa không? Nhìn đẹp không? À. Ê, ai đang xem thì cho mình một like đi. Hãy comment phía dưới, hãy hỏi thăm mình một tí đi. Mình chúc cho các bạn luôn luôn mạnh khỏe đấy. À, đây những cái cây cổ thụ này. Nó, cây những cây này nó cũng có cả hàng trăm năm. Các bạn nhìn chưa? Tới hàng trăm năm. Nhìn cái cây này mà chúng ta nhìn những thân cây thì chúng ta đã thấy rất là kinh khủng rồi nè. Chưa? Không. Bây giờ chúng tôi đã này, đây, thấy chưa? Đẹp chưa? Đây là một khu rừng giống như ở châu Phi. Ở rừng sa mạc. Đẹp không? Đẹp không? Ôi, những cây gốc cây này đẹp. Anh vô đây đứng đây để em chụp cho tấm hình. Anh Tâm vô đây đi. Giờ đây em chụp cho tấm hình đẹp kinh khủng. Đó, cây này là cây chạm nước đúng không? Mà còn là hồ cây nước mà mình ngày xưa là ai xây nhà là chặt để xuống Vũng Tàu để mua cái những cái cây này để đóng cừ ở dưới những cái nền móng ở dưới đất hay lún á. Đâu? Đâu đứng đây, đứng đâu. Chụp tấm nào, đâu nhìn có màu. Ok. Đẹp lắm. Những gốc cây toàn cổ thụ đẹp không các bạn ơi. Hơi bị đỉnh. Easy nhé. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ba anh em chúng tôi đã có mặt tại Hồ Tràm, Hồ Cốc, một trong những ngành giải trí rất là tương lai của đất nước Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Xuân Lộc. Xin lỗi các bạn, huyện Xuân Mộc, đây là một trong những đại gia. Mình đang giới thiệu cho ông anh là ba mẫu cho ông anh này để làm một dự án rất là kinh khủng tại ven biển Hồ Cốc và Hồ Tràm. Anh chị em nào mà có nhu cầu để mua ba mẫu này á, để làm view thì alo cho mình nhá. Số điện thoại của mình là 0982 68 7668. Hiện đang có mặt tại Hồ Tràm, một ngành khu du lịch giải trí được cho là mệnh danh thiên đường nghỉ ngơi. Rồi các bạn nhìn thấy chưa? Những cái cây gốc cây này rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn ơi. Thì những anh bạn bè và gia đình mà về đây mà nghỉ ngơi thì đúng là tuyệt vời. Những cái thân cây rất là, phải nói là nó có cái cây này biết làm sao mà nó mọc trên biển này. Rất là đẹp, không hiểu nổi. Giống như là mình đang ở một đất nước khác vậy các bạn. Dạ các bạn thấy chưa? Không thể tưởng tượng được tại sao lại trên biển giáp biển mà lại có những gốc cây này nó mọc như thế này vậy? Rồi chuẩn bị đi qua bên kia nướng cá thôi. Đây các bạn nhìn đánh giá là cây này có khoảng bao nhiêu năm, trăm năm không các bạn? Cây này ngày xưa là nếu mà những người Sài Gòn mà ở những quận 2 mà để xây nhà lầu á là phải về đây mua, sau đó cái cây này được khoảng 2 mét để trồng và đóng cọc xuống dưới xây những ngôi nhà lầu để chống lũ. Rồi bây giờ là mình xin bye bye nha, mình đi qua khu vực Hồ Tràm để ăn uống nghỉ ngơi. Chúc các bạn một ngày mới mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn nha. Rồi lên đường. Sáu thiện mới về xuống cái hai em kia nó xuống thì nó không dám
đưa lên.